Chào các bạn, hiện tại mình đang có ở đây là chiếc laptop thuộc dòng Multiflip của Sony là VioFit FVS14N22SG. Và sau đây mình sẽ gửi đến các bạn những cảm nhận đầu tiên của mình về em nó. Khi mình cầm chiếc laptop này thì mình nhận thấy là nó rất sang và độc đáo. Cái sang ở đây chính là lớp vỏ nhôm xước màu bạc của sản phẩm. Một màu đồng nhất từ vỏ bên ngoài tới bàn phím và touchpad. Không chỉ sang mà lớp vỏ này cũng cực kỳ chắc chắn nha các bạn, không hề có hiện tượng ọt ẹt khi tác dụng lực vào các bề mặt. Còn sự độc đáo ở đây chính là ba chế độ sử dụng của chiếc laptop này. Ở mặt trên của laptop có một đường rãnh, đây chính là bản lề phụ của màn hình. Nhờ có bản lề này mà màn hình của Sony VioFit FVS14N22SG có thể lật xoay 180 độ để sử dụng với các chế độ như laptop bình thường, trình chiếu nội dung cho người khác xem, và gặp ngược lại để sử dụng như một chiếc máy tính bảng. Vậy thì để có thể sử dụng tiện lợi cả ba cách như vậy, Sony đã thiết kế từng phần, đặt những kết nối và nút bấm ra sao. Mình sẽ đi từng vị trí để chỉ ra cho các bạn. Đầu tiên là màn hình. Chúng ta có một màn hình 14 inch với độ phân giải 1920x1080. Công nghệ hiển thị TrueLumion và chip xử lý X-Reality Mobile cho dải màu rất rộng và rực rỡ. Chính vì vậy, màn hình này cho góc nhìn rất tốt và khả năng nhìn tốt ngoài nắng dù đây là màn hình gương. Màn hình này hỗ trợ cảm ứng điện dung đa điểm tối đa 10 ngón tay để bạn có thể sử dụng tốt ở chế độ máy tính bảng. Phủ trên màn hình là lớp kính cường lực và màn hình này có tông màu đen, trái ngược hoàn toàn với màu vỏ máy. Phía trên màn hình là webcam 1MP được trang bị công nghệ Xmart for PC. Phía dưới màn hình là phím Windows cứng. Viền màn hình này khá lớn nên nếu sử dụng ở chế độ máy tính bảng thì thực sự nó rất cồng kềnh. Phía dưới màn hình có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là dạng bàn phím chiplet được phân bổ rất rộng. Mình có soạn thảo thử thì không thấy hiện tượng bị bấm nhầm. Độ lúng của các phím vừa phải và đặc biệt còn có đèn nền bàn phím nên mình có thể thao tác thoải mái vào buổi tối. Phía dưới bàn phím là touchpad cùng màu sắc với vỏ máy. Touchpad có diện tích khá lớn, mình có thể thao tác với 3 ngón tay trong không gian này. Ở bảng lề chính của máy có một nút gạt giữa hai chế độ khóa và mở. Khi khóa lại, màn hình của laptop sẽ không thể xoay quanh bảng lề phụ và chỉ có thể xoay lực khi gạt cái khóa này sang phía bên kia. Do có yếu tố máy tính bảng bên trong thiết kế nên Sony VioFit FVS14N22SG được tối giản khá nhiều về thiết kế để có được cân nặng nhẹ nhất. Mặc dù nó vẫn rất nặng so với mặt bằng máy tính bảng và Ultrabook hiện nay là tới 1.9kg. Phía cạnh trái chỉ có một cổng USB 3.0, cổng HDMI, khe tản nhiệt, rắc nguồn và loa ngoài bên trái. Cạnh phải có nút nguồn, cổng LAN, một cổng USB 3.0, khe thẻ nhớ SD, rắc tai nghe 3.5 và cuối cùng là loa ngoài bên phải. Cạnh trước bị phần viền kim loại chìa ra nên hơi cứng chút xíu. Nhìn kỹ phía dưới thì thấy logo NFC và một vài đèn báo. Ghế phía sau của laptop chỉ có phím tăng giảm âm lượng ở bên góc. Sony thiết kế phím tăng giảm âm lượng ở đây để giúp cho việc dùng ở chế độ máy tính bảng thoải mái hơn. Về cấu hình, Sony VioFit FVS14N22SG được trang bị vi xử lý Intel Core i3 thế hệ thứ 4, tốc độ là 1.7GHz, bộ nhớ RAM 4GB. Với cấu hình này thì bạn có thể làm việc dễ dàng với văn bản, lướt web, các phần mềm chỉnh sửa ảnh, chơi được một vài game 3D. Ổ cứng của máy có dung lượng là 500GB với 16GB bộ nhớ flash tích hợp giúp cho thời gian mở các tác vụ quen thuộc diễn ra nhanh hơn. Về phần mềm, Sony VioFit FVS14N22SG được cài sẵn Windows 8.1 64bit. Driver và những tiện ích đi kèm đã có sẵn trong hệ điều hành này. Thay vì phải tải phần mềm về máy để cài đặt, bạn có thể download trực tiếp trên cửa hàng tích hợp trong Windows 8.1. Một vài ứng dụng độc quyền của Sony như là VioCare, Sony Sentinel mang đến những đặc trưng của laptop Sony so với dòng laptop khác. Như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn chiếc laptop Sony VioFit FVS14N22SG với những ưu điểm như là thiết kế nhôm sang trọng, khả năng xoay gập độc đáo cho ba chế độ sử dụng, màn hình Full HD sắc nét, hỗ trợ cảm ứng 10 điểm, vi xử lý thế hệ mới và thời lượng pin tốt. Các bạn quan tâm có thể tham khảo link bên dưới và đừng quên like để thấy clip này hữu ích nha. Xin chào và hẹn gặp lại.